Chào các bạn nhé. Thì hiện tại hôm nay là phiên chợ 12 đây. Tại mình đang đứng ở ngoài chợ bờ sông của thành phố Lạng Sơn. Đấy, hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay tiếp tục là mời các bạn đi cùng mình vào trong chợ chim chợ Lạng Sơn để xem hôm nay phiên chợ có nhiều chim không các bạn nhé. Thì cổng chợ bên kia các bạn kìa. Bây giờ mời các bạn vào cùng mình vào trong bên trong các bạn nhé, xem có hôm nay có nhiều chim không các bạn nhé. Đấy thì con này mấy em ở chú chung mấy trăm con này à làm đồ có 50 à 50 rồi nào cũng chưa được tiền đến quay này dạ cái đấy mà tiền cái này á cái này tùy bây giờ nó rẻ thôi, trước em mua 7 triệu nhưng bây giờ chắc là tầm 5 triệu con này ờ các chương trình ảnh mấy phiên không qua đây thăm bác nhiều đại toàn là quán ấy giờ này anh cũng bớt lại chim đi nhiều là chim hơn nhỉ. Đây ngắm mấy con chim quyên của bác này. Ở đây con chó đẹp đấy. Con này thích nhỉ? Bây giờ nhiều người đi bắt về. Bắt về. Đi bắt ra. Bác Cường xem quen rồi biết con nào con được con này con cái không? Biết nhỉ? Thợ mà đúng không? Không biết thì chết. Này có cái đặc điểm riêng của nó chứ. Ừ. Không bên nhìn cứ nhìn con nào giống con nào. Đây là bẫy ấy rồi. Bẫy lưới rồi. Bẫy lưới à? Bẫy lưới với đâu khách nhỏ? Bẫy lưới được nhiều này. À. Con này phiên trước cháu mua mấy con nuôi không biết nuôi. To hết, không biết kiểu gì. Nó phải ăn cám ấy. Cháu muốn cho cám mà nhưng mà không biết kiểu gì nữa. Không phải cho nó ăn, nó phải ăn cám rồi mới được. Nó chưa ăn, nó chưa ăn cám thì làm sao rồi nó ấy. Chọn một con về nuôi xong mà lúc nó hot hay lắm ấy nhỉ, khá là hay. Hay mà. Con này là con hút hút mật hay là con khuyên hả bác? Bác Cường. Oh, nhìn giống khuyên đấy nhỉ? Hút mật này. Hút mật.
Chưa phải lấy cầu làm cái bát này. Ui, một con chết rồi nhỉ. Khuyên đi. Nếu không ăn cám là chết. À. Con này dễ lắm nhỉ. Hai con rồi. Chết rồi. Dễ chết rồi nhỉ. Dễ nó không ăn nó chết rồi. Hiểu. Con nào ăn thì sống, con nào không. Cầu kỳ cái đéo này mà để à. Bắt hết luôn hả chú? À bắt luôn. Mùa này bây giờ đang thay lông này. Ai chết già nó đánh nhớ. Để nó cho nó khắc phục vào đi. Bắn hết 30 con này chú. Ừ. Một con này bây giờ bắn vào bao nhiêu tiền chú? 20.000. 20.000 một con. Mua rồi hả? Tôi đang kêu. Hot đấy chú ạ. Khuyên rồi. Bắn ác. Con nào gặp con nào hot hay phết đấy. Bắn 20.000 một con. Nuôi được thả vi và phóng sinh. Một con thôi. Khó biết lắm, nhìn nhỉ. Thợ khả năng mới biết được. Mình không biết đâu. Chú này lấy hết rồi anh ạ. Hết rồi. Đang hỏi là bao nhiêu tiền rồi, đừng quan trọng gì. Lấy hết được là tốt, bán được là vệ sinh. Hôm nay chợ hôm nay. Màu đẹp nha. Thần rồi không nhảy lắm không? Tiểu mi này khá là ấy rồi, sức hết rồi, khá lâu rồi. Hả? Con này gì đây? Chào mà bông. Nhan không? Đây là nhan.
Vẫn đi quay hàng hốc nữa à? Không, quay cái đấy là đi đi một lần thôi, chơi chơi đó. Hôm nay không có chim mấy rồi. Dịch trước người ta cũng lười đi. Mình phải quay lên là không đến chỗ này. Lười đi. Đủ các loại cám. Không thiếu một loại nào. Vâng. Tân Léo. Cám chim Hoa Mi. Phường Đông Kinh. Nói chung là ra đây là đủ các loại cám, chọn thoải mái, tháng nào cũng có. Đến chợ này. Hôm nay rất nhiều chuối, rằm rồi đúng không? Hôm nay ngày 12 rằm, nên là mà chuối rất là nhiều. Bao trúng luôn. Bao đám, bao ở nhà là một mình nó vẫn hot. Một mình vẫn hot. Bao trúng, không cần máy. Đây, không cần cho quay cả điện thoại, để ở nhà là mấy con cuốn nhân nó vẫn hot. Đây là ngon đấy, đây là con này đáng giá. Alo. Đây. Con này hay. Đấy, canh đấy, đáng nốt, đáng quay video YouTube. Đấy, con này là 2 triệu các bạn nhá. Áo loài cái ăn ngồi là bằng lá thôi. 2 triệu con này, không tật lối gì hết luôn. Đấy là 8 triệu bằng quay. Áo ăn bằng lá cái con mà cứ tẻo tôi lông ngồi vô bằng cũ như thế luôn đấy. Không ngoái ngửa, không tật lối. Bao trống hot 100%. Đây. Anh em thấy con này đẹp không? Nào, để hỏi bác này xem số điện thoại của bác này như nào đây. Số điện thoại 0973. 0973. 720491. 720491. Chim này nếu mà kè vào chim trống là đá rất hay. Nhưng mà mình đây bẫy được về không phải mình chơi chim đá. Đấy, đây cần thiết quay cả cái video ở điện thoại không? Thế 2 triệu con này là anh em nào thích là anh em hốt luôn. Từ từ nhá, anh em nào thích thì xem luôn nhá. Đây. Đây. Đấy, đây là quay cảnh tự nhà luôn đấy, hot đấy. Ở nhà nó hot này ấy. Con lên đây đâu hot. Đây con cụt chân là con ở nhà, con cụt chân bên cạnh đây. Đông người, đây đông người. Ui giời, hot vang trời. Đấy, chính xác của nó. Bây giờ kể cả anh em. Chợ ngoài đông phết này nhỉ. Chợ đông nhiều. Hoa Mi. Chào các bạn nhá. Đây hôm nay là mình ra chợ chim đây. Chợ chim này đông, rất là đông các bạn nhá. Mai trời nắng lên thì sao anh em ra chơi chợ chim rất đông. Đấy, đi cùng mời anh em đi tham quan vòng chợ chim ngày hôm nay các bạn nhá. Yo, hôm nay đông cực kỳ luôn đấy. Chim không biết là có nhiều không, nhiều đông lắm. Chào Mao. Mai chợ chim đông phết đấy nhỉ các anh ạ. Hôm nay đông phết đấy. Chào Mao. Thấy rất là nhiều chim. Chào Mao đây này. Chào Mao. Chào Mao. Con này là chim gì vậy? Không. Nó giống một cu đấy. Ừ, nó giống một cu, nó không phải con. Nó là...